Sao mình ngu thế hả? Bố bị làm sao đấy? Chúng nó là bạn con, chúng lớn lên từ bé với con, bố hiểu không? Ở đây không có chuyện bạn bè gì hết. Những người không cùng một dòng máu không là cái gì cả. Mày có mẹ mày, chị gái mày, con trai mày và tao hết thôi. Còn tất cả những đứa khác sẵn sàng đâm sau lưng mày. Hãy subscribe.